Ngày 24 tháng 7, một lãnh đạo công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ tai nạn giao thông khiến chiếc Ferrari bị hư hỏng nghiêm trọng vào sáng 21 tháng 7. Theo lãnh đạo công an quận Long Biên, sáng 24 tháng 7, chủ xe Ferrari bị tai nạn, hai nhân viên của Volvo Hà Nội đã đến trình báo công an. Theo đó, các bên liên quan đến kiến nghị công an vào cuộc xác minh việc chiếc xe được đưa về showroom của Volvo sau tai nạn. Về việc bồi thường hay giải quyết, hai bên chưa đề cập. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 7, tại gần trụ sở công ty nước sạch số 2 Hà Nội, thuộc địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, một chiếc siêu xe Ferrari 488 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trực diện vào một cây xanh ven đường. Cú tông mạnh làm đầu chiếc siêu xe biến dạng, hư hỏng nặng, một cây xanh bị đổ gục. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong về người. Trước khi xảy ra sự cố trên, ngày 21 tháng 7, anh H, chủ của xe Ferrari 488 thông báo với Ferrari Việt Nam về việc xe của anh gặp sự cố trên đường. Phía Ferrari Việt Nam đã nhờ anh T, khi đó là nhân viên Volvo Hà Nội, đưa xe về bãi của đơn vị để chờ nhân viên tới xử lý. Sau đó, Ferrari Việt Nam nhờ anh T trực tiếp sửa chiếc Ferrari. Sau khi sửa xong, do không có bảng lái, anh T nhờ anh D là nhân viên Volvo Hà Nội chạy thử trước khi bàn giao cho khách thì xảy ra tai nạn. Kỹ sư T cho biết trước khi nhận sửa xe đã không báo cáo với lãnh đạo Volvo Hà Nội. Việc sửa chữa cho Ferrari Việt Nam là thỏa thuận riêng của cá nhân kỹ sư này. Làm tường trình với Volvo Hà Nội, anh D, tài xế điều khiển xe Ferrari gây tai nạn cho biết, khi anh này đang lái thì chiếc xe gặp sự cố dẫn đến trượt bánh. Sau đó, tài xế hốt hoảng cố gắng đánh lái để không gây thương vong cho người đi đường, bởi phía trước có người đang đi xe máy. Khi túi khí của ô tô nổ khiến tài xế chấn thương nhẹ. Sau khi sự việc xảy ra, tâm lý tài xế căng thẳng và lo lắng do thiệt hại xảy ra quá lớn. Ngày 23 tháng 7, phía Volvo Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Bắc Âu Hà Nội cho hay đơn vị này đã tạm đình chỉ công việc hai nhân viên liên quan. Nói về sự việc, theo đại diện Volvo Hà Nội, đây là việc cá nhân giữa Ferrari nhờ hỗ trợ, chủ nhân của xe Ferrari 488 và nhân viên Volvo Hà Nội. Việc đưa xe Ferrari vào xưởng của Volvo Hà Nội không hề có biên bản giao nhận xe và chào giá dịch vụ của Volvo Hà Nội. Ngoài ra, hãng này cũng khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận và hợp tác nào về việc sửa chữa bảo dưỡng xe Ferrari. Trong khi đó, anh H không đồng ý với quan điểm của Volvo, bởi anh cho rằng nhân viên đi xe của khách trong giờ làm việc dưới sự giám sát và quản lý của những người đứng đầu gara thì không thể chỉ có trách nhiệm của nhân viên này được. Anh cho biết chiếc siêu xe có giá khoảng 23 tỷ đồng. Sau cú tông mạnh, xe bị hư hỏng nặng. Xe của tôi không có bảo hiểm, chi phí để sửa chữa ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng, anh H cho biết.